em thấy khoai tây chiên ở đây ăn ngon không mấy em? Ngon. Sẵn tiện đang ăn tôi chia sẻ, theo các em nghĩ chúng ta có nên chống đối mấy youtuber làm mấy chuyện xấu trên mạng không? Nên. Ben thì nói nên, Sophia thì sao? Người xấu thì nên, còn người tốt thì thôi. Còn theo tai thì sao? Người xấu thì nên, người tốt thì không nên. Theo Tion thấy á, với cái tình hình hiện nay á, kệ đi, chúng ta là người cá mà, chúng ta không nên can thiệp vào chuyện của con người nữa. Bởi vì tuần rồi tôi nghe lời góp ý của nhiều phụ huynh với bạn bè làm bên ngành công an, họ cũng nói mà tôi phản ánh lại mấy kênh YouTube làm mấy chuyện xấu trên mạng á. Nhưng mà tôi thấy là thôi, nói như vậy cũng đủ rồi, ai làm chuyện xấu thì họ tự lãnh hậu quả của mình. Mình mấy bên nhắc cậu qua sao? Giờ đang tự suy nghĩ rồi đó. Để tự phụ huynh họ quản thúc con em của mình đi. Chứ mình làm người cá mình can thiệp vô chuyện của người thường chi cho nó mệt, mình còn có. Mình còn nghe chuyện thêm nữa. Đúng rồi. Mình còn rất nhiều hoạt động của mình trên thế giới. Chúng ta còn sắp tới chúng ta còn sự kiện đi bơi với cá heo. Hải cẩu, rồi chúng ta còn qua Singapore biểu diễn, rồi còn đi nhiều quốc gia khác nữa. Còn mấy người kia đâu cho mình đi đâu đâu mà còn lại hại nữa. Thì mấy người kia hại thì ai thích ủng hộ họ thì ủng hộ. Còn kể từ hôm nay là tôi sẽ không nói gì đến những cái kênh YouTube làm hại nữa. Không, bên tới nên. Thôi. Nên nữa chửi cho nữa. Tôi không muốn rắc rối bên ơi. Tôi thấy đủ rồi. Đây đủ rồi. Đúng rồi, giống như mình ăn hai dĩa khoai tây vậy, mấy em thấy đủ chưa? Chưa, em thấy nên thêm ăn một cái cơm chiên bên trong nữa tại vì vậy là em tính chống đối lại cái xấu nữa hả? Nếu mà mình có chống đối cái xấu á thì mình cũng không có nên nói tên của người đó ra đúng không? Có nên nói tên không? Để cho mấy bạn đề phòng không hay là khỏi nói? Không nói mà. Tôi thấy mình mà nói tên mấy người đó ra sẽ làm cho mấy người đó càng trở nên nổi tiếng hơn á. Mà mình làm người cá, mình mà nói xấu người khác là mình không có tốt á. Bởi vì nói xấu người khác cũng sẽ làm cho người ta bị buồn á, mấy em hiểu không? Ủa, người ta làm chuyện xấu là người ta... Mình quan trọng là mình đi bơi thôi. Đúng rồi. Người ta làm chuyện xấu bởi vì người ta không có được cái cơ hội, cái phước báo như mình, được sung sướng như mình. Người ta kiếm tiền vất vả quá. Còn mình hả? Kiếm tiền quá dễ dàng. Cả đống luôn á. Nên á, ai mà đi theo đường xấu thì họ sẽ bị gì kệ họ đi. Bây giờ mình không quan tâm nữa. Đúng rồi, cái đó là phước phần của họ rồi. Cái nghiệp chướng họ tạo từ trong quá khứ cho đến hiện tại, bây giờ nó trổ quả thì họ đi theo đường tốt, đường xấu gì kệ họ. Đúng rồi, còn mình cố gắng giúp đỡ họ tới như vậy thôi ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ uống nước, ăn như vậy cũng đã đủ rồi. Và chương trình là câu lạc bộ người cá sẽ không bao giờ can thiệp đến chuyện của con người, đặc biệt là chuyện cái xấu nó đang tràn lan ở Việt Nam ha. Nhưng mà thế lực xấu nó quá mạnh, chúng ta chỉ là một nhóm người cá, chỉ có vài chục người thôi, chưa tới được 100 người nữa mà mấy em muốn chống lại hàng triệu người hả? Apple, tụi nó là Samsung, Nokia. Hả? Hả? Gì? Nói lại. Gì có Samsung, Nokia, Apple đây nữa? Là có thể là tụi nó đi trước mình, là tụi nó nhiều người hơn mình. Nhưng mà tụi mình đi sau mình cũng giỏi hơn nó. Chứ có phải là tụi nó đi hàng triệu người là tụi nó mạnh. Thôi bây giờ ai theo phe người cá thì theo ha. Còn theo phe cái xấu thì cứ tiếp tục ha. Còn tiền mà tôi kiếm được trên YouTube thì tôi sẽ lấy cái tiền đó để cứu thiên nhiên. Cứu thiên nhiên và động vật rồi. Tuyên lấy tiền đó tặng cho mấy bạn mà ủng hộ kênh của Tuyên, rồi làm đuôi cá để giúp cho các bạn khác trở thành người cá, rồi kêu gọi kiếm fan ở nước ngoài nữa, ở đâu, ở Việt Nam hoài sao được, đúng không? Thôi Tuyên sắp hết ở Việt Nam rồi. Fan của Tuyên trên thế giới còn nhiều lắm, Tuyên phải đi kiếm fan ở các quốc gia khác nữa. Ở Việt Nam đâu ai thích làm người cá đâu.
toàn là thích làm mấy chuyện bậy bạ, không ở đây làm gì lâu quá không có lợi gì hết trơn. Đâu? Wow, hôm nay cầu vồng xuất hiện luôn các bạn ơi. Đó, cầu vồng, bảy sắc cầu vồng đó. Mắt em yếu dữ vậy. Trời, em chơi iPad nhiều quá Sophia. Phải em online chơi điện tử nhiều quá hả? À, đó. Đó, những cái thói hư thật xấu ở trên mạng quá nhiều. Các em coi càng nhiều, mắt của các em sẽ càng mờ, trí tuệ của các em sẽ càng yếu. Thì anh đang nói về tương lai của các bạn trẻ ở Việt Nam. Rồi bây giờ anh chỉ em tới kỹ thuật búng lên trên mặt nước nè. Ha ha ha. Hít hơi vào, nín thở lại. Vướt nước một cái, hai cái, ba cái. Như anh nói đúng không? Ừ thì đứng nước, đang giữ thăng bằng trên nước. Rồi búng lên mặt nước nè. Mấy đứa kia đâu hết rồi? Mấy bạn người cá ơi, mấy bạn người cá kia mất tích rồi. Sophia vuốt tay qua, ấn nước xuống, đưa tay lại vị trí ban đầu nè. Kết hợp lắc đuôi một cái, vuốt tay qua, ấn nước xuống, đưa tay lại vị trí ban đầu. Búng người lên, nhấn người lên nha. Nè, tay qua ấn xuống đưa về vị trí ban đầu, kết hợp theo cái lắc đuôi nữa, cái quạt đuôi khi đứng nước á. Ủa vậy sao mình lắc đuôi được? Thì như vậy mình mới búng lên mặt nước. Hay à, cái kỹ thuật này tôi phải xuống nước chỉ cho mấy em rồi, chắc tôi quay clip không được rồi.